Toàn cảnh vụ ly hôn của Hằng Du Mục, mẹ kế giành nuôi con chồng khó tin nhất từ trước tới nay. Ngày 10 tháng 8, Hằng Du Mục bất ngờ đăng toàn bộ sự việc bị chồng cũ Tôn Bằng tác động gây rung động. Đây là lần đầu tiên cô công khai toàn bộ cuộc sống không hạnh phúc của gia đình mình lên mạng xã hội. Trong nhiều năm trước đó, Hằng Du Mục chọn im lặng và nhẫn nhịn chịu đựng để gia đình được yên ấm và các con bình an lớn lên. Thời gian gần đây, Tôn Bằng còn liên tục gây chuyện nói xấu vợ vì hai chữ lợi ích. Trong vụ việc này, Dịch Dương, con riêng của Tôn Bằng cũng bị thương khi cố gắng bảo vệ dì. Cuối cùng, Hằng Du Mục tuyên bố ly hôn, phiên tòa diễn ra vào ngày 20 tháng 8 và cô muốn nhận nuôi cả 4 người con. Trong 10 ngày kể từ khi xảy ra chuyện với chồng cũ, Hằng Du Mục đã dành toàn bộ thời gian để chuẩn bị cho phiên tòa, đồng thời sắp xếp cuộc sống và chăm sóc các con. Cô cũng tạm dừng việc livestream để lo chuyện riêng trước. Cũng trong thời gian này, dù Tôn Bằng bị tạm giam nhưng Hằng Du Mục vẫn không khỏi lo lắng, cô được cơ quan chức năng bảo vệ và đồng thời đề nghị luật sư yêu cầu tòa án tăng cường bảo vệ thêm cho cô và các con khi Tôn Bằng được thả vào ngày 19 tháng 8. Song song với đó, Hằng Du Mục vẫn cập nhật tình hình trên trang cá nhân để mọi người cùng biết, đặc biệt là mong muốn nuôi cả hai con riêng của chồng. Trong một bài đăng tối ngày 13 tháng 8, Hằng Du Mục tiết lộ lời nói đau lòng của Nhất Dương. Thấy dì dọn đồ ra khỏi nhà, Nhất Dương không khỏi lo lắng nhưng biết mình sẽ được theo. Cậu bạn chuyển từ trạng thái khép nép sang hớn hở. Dịch Dương vốn là người vô tư và mạnh mẽ hơn nên Hằng Du Mục nhắn tin dặn dò rằng nếu mình có xảy ra chuyện gì, cô mong hai anh sẽ bảo vệ hai em và biết tự bảo vệ bản thân. Giờ chỉ còn Hằng và gia đình Hằng mới là hậu phương, là bến đỗ cho hai đứa thôi. Nhất Dương đã đủ tuổi trưởng thành và đủ quyền lợi lựa chọn theo ai. Dịch Dương mới 17 tuổi, cuộc đấu tranh này biết là gian nan, nhưng Hằng sẽ cố vì tính cách Dịch Dương rất mạnh mẽ. Không thể để thằng bé sống trong một môi trường độc hại để trở thành Tôn Bằng thứ hai được, Hằng Du Mục chia sẻ. Ngoài ra, Hằng Du Mục cũng phải đối mặt với tình trạng giả mạo fanpage để lừa đảo, tin đồn thất thiệt, tràn lan khắp nơi như thông tin tiêu cực về quá khứ của cô. Hằng Du Mục túng quẫn đến mức phải đi vay tiền, v.v. Đến ngày 19 tháng 8, một tài khoản được cho là của Tôn Bằng bất ngờ đăng tải bài viết công kích Hằng Du Mục. Theo tài khoản mạng xã hội này, Tôn Bằng tố nhờ sự nỗ lực chung của cả hai nên Hằng Du Mục mới có thu nhập 100-200 tỷ đồng một tháng. Nhưng vì Hằng bán hàng xong không trả tiền, sinh ra cả hai mâu thuẫn trong cả tình cảm và công việc, dẫn đến rạn nứt gia đình như ngày hôm nay. Đúng như dự kiến, phiên tòa ly hôn của vợ chồng Hằng Du Mục đã diễn ra vào sáng ngày 20 tháng 8. Ngay trước khi xét xử vụ việc, cô đăng status vỏn vẹn vài dòng chữ 10 phút nữa lời cầu nguyện từ đáy lòng, cho thấy việc tha thiết muốn được nuôi con. Đến 9 giờ 27 phút, bố Hằng Du Mục vui mừng thông báo kết quả phiên tòa trên trang cá nhân. Hằng Du Mục đã được quyền nuôi hai con nhỏ và tất nhiên hai con lớn cũng sẽ theo mẹ. Mình đã bật khóc như con nít khi con báo tin. Cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, cảm ơn toàn thể anh em cộng đồng mạng đã quan tâm ủng hộ. Khoảng một tiếng sau, thông tin được chính Hằng Du Mục xác nhận. Đầu tiên, cô xin lỗi đã để mọi người phải phiền lòng với những drama xung quanh cuộc ly hôn này. Hằng cũng cảm ơn tất cả mọi người đã luôn sát cánh bảo vệ và động viên năm mẹ con trong thời gian vừa qua. Ngoài ra, cô bác bỏ những tin đồn thất thiệt, bao gồm cả thông tin về mẹ mình. Về cuộc hôn nhân, Hằng Du Mục tâm sự, cái giá cô phải trả là quá lớn, cô chấp nhận ra đi tay trắng, nhưng bù lại cô được quyền nhận nuôi cả 4 người con, bao gồm cả hai con riêng của chồng. Điều này đồng nghĩa với việc Tôn Bằng chấp nhận cho hai con riêng sống với mẹ kế để lấy toàn bộ tài sản chung. Nhiều người cho rằng đây là một trong những vụ ly hôn hiếm gặp từ trước đến nay. Ngay khi quyết định ly hôn đưa ra, một tài khoản được cho là của Tôn Bằng đã có những động thái cực căng trên trang cá nhân. Tài khoản này liên tục đăng những dòng trạng thái với ẩn ý tố Hằng Du Mục ngoại tình, thậm chí còn tác hẳn tên của Quang Linh Vlog vào. Bên cạnh đó, tài khoản này còn tố Hằng vô ơn khi Tôn Bằng đã hỗ trợ cô từ trước đến nay. Ly dị là một sự nhẹ nhõm, ngày nào cũng lo bị phản bội và lừa dối, tha ở một mình trong yên bình. Hiện tại, cư dân mạng vẫn đang tiếp tục bàn tán xôn xao về sự việc.